Văn Sơn Du Ký. Quý vị thích đi du lịch cùng với Văn Sơn, chúng ta đi khắp tất cả những nẻo đường đất nước chúng ta, thì quý vị subscribe, bấm đăng ký, và kế bên cái nút đăng ký có cái chuông, bấm vô cái chuông để mỗi lần mà mỗi có mỗi tập mới phát hành thì quý vị sẽ là cái người mà nhận được thông báo đó và quý vị sẽ được xem sớm nhất. Ok, subscribe right now. Tôi Văn Sơn năm nay 35, tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu con sông, yêu cô em xinh xinh, yêu quê hương, yêu lắm bao người, yêu thiên nhiên nên đi đến khắp chốn. Hôm nay Kiên Giang, mai tới Quảng Ngãi, ghé Huế đến Bắc Ninh rồi Phú. Biết rồi đó, với cái bự nè. Đây. Wow, con này gì chê hả? Quá bự luôn á. Quá bự. À. Trời ơi. Oh man, cái chê khủng long đó. Cái chê này bự quá luôn á. Trời ơi, lần đầu tiên thấy cái chê nè. Cái chê nè bà nội ơi. Quá dữ luôn. Con này cỡ 1,5 kg không? Cỡ đó ha. Hả? 1,5 kg ha. Coi nó còn đó. Wow. Con mắt mà. Tôm sú nha, cái này là khoảng chừng 15 cho tới 20 con 1 kg mà đem đi câu cá ha, dữ chưa. Cái này là ăn còn kiếm ăn còn không ra nữa nè. Bây giờ tao nói là vô trong này á, là vô trong cái chỗ mà chế biến thủy hải sản của tỉnh Cà Mau mình, chế biến thủy hải sản của công ty Anh Khoa. Dữ lắm. Tôm sú mà chỗ này xuất đi đó ha, Phương Sơn nghe nói là 6-7 con 1 kg. Bữa nay là anh Liêm hối hận này. Anh Bảo Liêm hối hận. Không, anh Bảo Liêm bữa nay đi thăm bạn cũ ở thành phố Cà Mau này nọ. Rồi cái chuyện đó là chuyện của Liêm bữa nay nè. Bữa nay mà qua đây với lại Phương Sơn là ngon rồi ha. Qua đây là mình có tôm sú mình ăn nè ha. Mình có tôm sú mình câu cá luôn nè. Dữ chưa. Đó, Rô Phi nè, 21 nè. Dữ chưa. Wow, con này là còn nhỏ nha. Ok. Yeah. Con cá chê thứ hai. Từ từ. Từ ngay trung tâm của thành phố Cà Mau chạy ra đây khoảng chừng 6-7 cây số thôi. Và chung có một cái khu vườn ở phía sau nhà mình đó, nó rộng lớn vậy nè, đã không? Tất cả cá ở đây đó thả xuống là thiên nhiên hết. Nó ăn uống thiên nhiên này, nó không có cho ăn một cái gì quá chất riêng. Thật ra câu con cá lóc ở đây lên là con cá lóc thiên nhiên ha. Câu con cá, bất cứ con cá gì dưới này. Có nhiều của con cá rô á, mà nó lớn 1 kg, 1 kg mấy luôn á. Cá rô nha. Cá rô khủng long luôn á. Cá lóc cỡ này là thường thường là thả chứ không ăn. Nhưng mà bữa nay ok. Con đầu tiên dính lấy hên cái, bắt đầu mình câu với con khác nhỏ hơn mình thả ha. Rồi, gỡ luôn nè. Đúng là bữa nay á, là có Liêm chạy qua đây chơi với mình nữa. Nhưng mà ông Liêm á, là bữa nay là ổng đi thăm mấy người bạn cũ của ổng đó. Hồi xưa ổng làm đoàn Bình Hải đây nè, đoàn Cá Múa Bình Hải đây nè. Rồi cái ổng đi thăm lại những cái người mà bạn cũ, nhất là mấy người bạn gái hồi xưa mà ổng quen đó. Hồi 3 mấy năm trước đó. thật ra biết bữa nay thế nào, ổng đi lại mấy người bạn gái đó, bắt đầu là tinh thần mà suy nghĩ là liền phải không? Ủa sao hồi xưa nó ấy lắm mà sao giờ ngộ. Dưới này là cái gì nhiều? Cá lóc hả? Cá đủ thể loại cá, cá đủ lóc, cá tay tượng, cá chép, cá rô, cá phi, cá dồ, cá lăng, rồi cá đủ loại cá, 10 mấy 20 loại cá, lương bọng mà có hết. Cá phi còn cá ký ngoài. Trời. Cá phi mà còn cá ký ngoài. Cá rô phi á, còn cá rô là khác, cá rô còn cả nửa ký lô nè. À. Cá rô là cả chiếc dép lào, không cái đưa đi coi đó. Con cá rô mà bự như chiếc dép lào. Bà bác luôn. Để Văn Sơn giới thiệu với quý vị, đây là Trung, một người anh em ở dưới Cà Mau của Văn Sơn. Mỗi lần mà về Cà Mau á là phải ghé Trung chơi, tại vì
đây là nói là ở đây phía sau sau nhà nha, là sân nhà. Có gì ăn uống xong rồi chiều anh em ngồi ăn nhậu xong rồi xuồng chìm ngay tại chỗ luôn, ăn ngủ đây luôn chứ không đâu chứ. Câu cá tại chỗ. Đó, bắt cá lên cái anh em cái làm một vài món anh em ngồi lai ra được chơi ở đây ha. Ở đây đặc biệt có đây là rau muống, là tất cả rau ngổ, rau bông súng rồi tất cả là bồn nhà bồn bồn luôn đó, bồn bồn luôn. Ăn với cá lóc là con lành. Đúng rồi. Nên ở đây là sinh thái hết, nguyên khu gạch vườn là sinh thái. Đạo quá. Cái miếng đất mình đây là rộng bao nhiêu trung? Nhưng mà tính thường khu du lịch bển là khoảng 22 trên 20 hecta. Trên 20 hecta. À. Nhà máy đông lạnh bên đây khoảng 5 hecta, còn bên bên khu mai du lịch trên 16 17 ha. 16 17 hecta. Mình đây là phường 6. Phường 6 thành phố của thành phố Cà Mau. À. Hồi xưa nó cũng là phường 6. Vẫn là phường 6. Trung hiện tại là, nói chú vị nghe thêm là Trung hiện tại là tổng đốc của một cái nhà máy chế biến thủy hải sản xuất khẩu tên là An Khoa đúng không? Dạ đúng. Hiện nay thì Trung đang là một trong những doanh nghiệp làm cho cái ngành thủy hải sản của tỉnh Cà Mau mình đình đám ha. Thì hôm nay Vân Sơn muốn đến đây để tìm hiểu thêm về cái ngành thủy hải sản của mình, của tỉnh Cà Mau của mình, thì không có tìm ở đâu mà nó hơn ở chỗ này. Tại vì Trung thứ nhất là một cái người anh em của Vân Sơn ở tỉnh Cà Mau, thứ hai là Trung cũng là một trong những doanh nghiệp mà có một cái nhà máy chế biến và xuất khẩu thủy hải sản của tỉnh Cà Mau mình rất là lớn ở đây. Nếu mà tỉnh Cà Mau mình thì nói thật là cái kim ngạch xuất khẩu của tôm đó thì đứng, nếu trường hợp nó tỉnh mình đứng nhất nước, chiếm 1/3 mà sản lượng con tôm của nước Việt Nam. Có nghĩa là tôm xuống đó. Không, tất cả các loại tôm. Giả sử như nếu mà thủy sản xuất về còn riêng ngành tôm á, là năm rồi nó cũng khoảng 3 tỷ 7 tỷ 8 đô la. Xuất khẩu thì riêng của cái tỉnh Cà Mau mình đó là khoảng 1 tỷ 2. Đúng là 1/3 đúng không? Đúng là 1/3. Là chuyên về tôm thôi. Chuyên về tôm. Là chưa nói những cái khác. Chưa nói về tất cả mọi hàng khác. Nhưng mà nói về con tôm sú của tỉnh Cà Mau thì nó thật sự là đứng số 1 của nước Việt Nam. À. Nói về chất lượng và số lượng. Nhưng mà tôm sú đây là mình nuôi hay là mình đánh bắt thiên nhiên? Thiên nhiên có, nuôi có. Giả sử như, nhưng mà cái nuôi trồng thủy sản thì cái lượng nó cũng không có nhiều mấy. Nhưng mà hiện nay là cái thiên nhiên. Thiên nhiên nó nhiều. À, thiên nhiên tôm lớn nhiều. Còn có cái nuôi trồng thì nó nằm dạng là khoảng chừng tôm sú thì nó nằm dạng chừng 10-20 con, 20-30 con/kg thôi. 40-50 con/kg. Còn riêng cái con tôm mà quảng canh của mình á, tôm thiên nhiên mình á là 6-7 con/kg. 6-7 con. À, 1 ký. Chút xíu của Dân Sơn có thể vô nhà máy coi. Sáu bảy con. 6-7 con/kg. Có nghĩa là một con như vậy là khoảng chừng 150g một con. Đúng, chẳng 150-170g có. Có con 200g cũng có. Chưa thấy luôn. Vân Sơn chưa thấy con tôm sú nào mà nó bự vậy ha. Để lát nữa cái đó là mình để mình coi hay là mình có nướng mình nấu luộc đồ ăn được không? Mình xem rồi hỏi chút xíu mình ăn luôn. Phải hỏi trước, phải gài trước. Chứ để nhiều khi cái con tôm bự xuất khẩu hết trơn rồi mà đâu được ăn. Xem rồi nướng ăn. Xem rồi nướng ăn luôn ha. Okay. Hứa nha. Trước mặt quý vị đó, kế bên Vân Sơn này là anh Lập. Anh Lập là em ruột của anh Trung ha. Anh Trung còn mãi mê câu cá ngoài kia thì Vân Sơn phải vào nhà máy để mình khám phá những cái đặc sản rất là đặc biệt của tỉnh Cà Mau mình. Dữ dội lắm. Phải về tới đây mới có nha, ở kia không có đâu. Bên đây em dẫn anh Sơn vô nhà máy anh Pha. Em sẽ giới thiệu cho anh Sơn biết là chuyên tôm sú của Nam Căn, Cà Mau. Tôm sú nha, tôm sú thường thường á mình thấy là một con á, thí dụ 1 ký khoảng chừng 20-30 con là chuyện bình thường đúng không? Đúng, bữa nay em dẫn anh vô là năm con. Năm con một ký. Thấy có, chưa? Có xíu xong đó, mình coi xong vậy. Em dẫn anh Sơn xách cái đó ra hai anh em mình thử. Hứa nhớ nha. Sáng chung hứa rồi đó. Rồi, em sẽ hứa. Ok, bữa nay chẳng những là coi không mà còn thưởng thức nữa. Bữa nay cho anh đi coi sú của Cà Mau Hòa Dùng Nông Căn, đó là chỉ 5 con ký thôi. Đặc sản phải không? Đặc sản đặc. Trời ơi. Nè, sao? Hả? Cái này là còn nhỏ đó, cái này còn nhỏ, chưa lớn nữa.
Cái bóc bóc được không? Bóc được không? Bóc được anh, bóc được. Cái này còn nhỏ nè hả? Còn nhỏ, cái này là còn nhỏ. Cái độ lớn của nó như vậy nè, nó có ngón tay của Bình Sơn nè. Con tôm nó bự. Thấy kinh khủng không? Con tôm nè. Mà cái con này là chỉ là 60g thôi nha. Một lát nữa mình chỉ thấy cái con 200g. 200g một con. Có nghĩa là ba con á. Một con này là 1/3 con kia thôi. Ba con này cứ bằng một con kia. Trời ơi, cái này như là con tôm càng xanh thì còn gì nữa. Đúng không anh? Đó, cái mùa này là tôm dùng của... Cái này là cô dòng đầm dơi thôi, nó chưa có lớn gì mấy. Cái này đầm dơi hả? Đầm dơi, còn đầm căng lên thì còn lớn nữa. Lớn nữa. Lần đầu tiên thấy tôm lớn vậy đó. Nè, tặng 5 con ký nè. Trời ơi, sú nè. Mà con ơi, tôm sú mà nó bự như vậy nè. Đó, thấy khủng hoảng chưa? 5 con 1 ký. Con này là bằng con tôm càng xanh rồi ha. Tôm biển là tôm hùm biển, là tôm càng xanh nè. Cỡ này còn gì nữa trời? Chút xíu nữa là mình luộc nha, chút xíu là mình luộc. À ha. Chút xíu nữa là mình luộc. Trời ơi trời, đây nè. Chút xíu nữa là mình đi nướng. Có ai mà thấy xuống bự vậy không nè? Coi nè, khủng hoảng chưa? À. Kinh hồn luôn. Thường thường người ta nuôi sú á, nuôi trong mấy cái dung á, là nuôi khoảng bao nhiêu tháng? Nếu mà nuôi công nghiệp á thì cỡ 60 tháng. 60 tháng. Như vậy là cái con này là phải 3-4 năm đúng không? 3-4 năm mới bự lớn như vậy. Cái này ở vùng 5 căn á. 5 căn nha. Tôm sú sống thiên nhiên ở 5 căn nó lớn như vậy nè. Không có nuôi trong công nghiệp. Thường thường mình nuôi tôm mà nuôi công nghiệp á là người ta nuôi trong một cái dung nhỏ thôi. Đúng. Bắt đầu là bơm oxy vô đúng không? Đúng. Bơm oxy vô thả nó ăn xuống. 5-6 tháng là thu hoạch. Còn tôm này á, là nuôi trong dung thiên nhiên. Dung mà cái bằng thả nó sống bình thường á, nó ăn bình thường á phải 3-4 năm hả? 3-4 năm mới bự lớn vậy nè. Chứ không phải bình thường ha. Này, cái này có. Năm cái nè. À, cái này là con tôm đực. Tôm đực nè, nó có nè. Nó có. À ok. Anh nhìn giống không? Giống. À, thường thường những con tôm mà lớn như vậy nè là lý do tại sao mình không bán ở trong nước mà mình phải xuất. Cái giá thành rất cao anh. À. Giá thành rất cao. Nhưng mà trong nước mình cũng ăn không nổi tại tôm mình nhiều. Tôm mình nhiều. Mình không có nhu cầu phải ăn tôm lớn vậy, đúng không? Hay quá, các bạn lựa hay quá ha. Là nhìn con mắt trước đúng không? Nhìn con mắt trước, phân sai ra. Không, bây giờ mấy em sẽ bốc con tôm rồi biết con tôm nó nằm thế nào. Cảm giác nó như vậy đó. À. Coi như là 1-9-1-10, không chính xác hết nhưng mà các bạn 1-9-1-10 hết đúng không? Rồi. Mấy em này lựa tôm như vậy á, bảo đảm ông chồng nào cũng tốt hết trơn á. Tại vì tôm mà còn lựa được vậy mà, chồng lựa dễ nữa. Coi như là mình phân ra sai. Bên kia phân là đoạn 1. À. Qua bên đây các em bên đây coi lại coi các bên kia phân đúng hay không. Đúng. À ok. Rồi qua bên kia cũng có một cái đội ngũ kiểm tra lại nữa. Một kiểm tra lại cái nữa. Tại vì khi nó khác nhau lắm, làm hàng khác nhau. Tại vì mỗi cái sai vậy á là cái giá thành nó khác nhau. Khác nhau. À. Cái chênh lệch. Ví dụ như cái size lớn nhất của mình á là nãy là Lập nói đó là 5 con 1 kg. Mình còn size nào lớn hơn gì nữa không? Không anh, chỉ nó cỡ đó là hết rồi, 5 con 1 kg. Thường thường cái size như vậy đó thì khán giả ngoài sẽ thắc mắc là cái giá thành của nó 1 kg khoảng nhiêu tiền? Khoảng 28 đô. 28 đô thì khoảng chừng 600 mấy chục ngàn. 600 mấy chục ngàn 1 kg là cái đó là giá sỉ đúng không? Đúng rồi. Cái giá sỉ mình bán bao nhiêu? À. Còn cái nhà hàng bán ra thì cái chuyện đó người ta bán khác. Mà mỗi hộp thì đúng 1 ký hay sao? Không anh, có tùy theo. Như để nửa ký có. Ừ. 1 ký cũng có, 800 gram, 700 gram có hết. Nhưng mà mấy em đều nhớ hết. Hay quá ha. Mấy em là như là học bài thuộc lòng rồi. Ừ. Rồi mà vô là bữa nay căn lóc này như là mấy em nhớ hết. Bên đó là nhớ hết, tất cả đều nhớ hết. Rồi bao nhiêu con chân một lóc mấy em đều nhớ hết. Hay quá ha. Mấy em này học giỏi à. Không có bài đâu mà. À. Hai chục con ký đó. Cái lóc này khoảng chừng 10 mấy con hả? 10 con à. 10 con. Có nghĩa là cái này khoảng chừng 18 con là 700 gram. 18 con hả? 18 con. 1 ký. 1 ký. Thấy mê quá luôn á.
lần đầu tiên mà thấy tôm sú nó lớn như vậy. Hồi xưa giờ tôm sú mà mình ăn nó là khoảng chừng 20-30 con một ký là chuyện bình thường đúng không, là mình thấy nó lớn rồi. Nhưng mà vô đây á 20-30 ký một con là không có xuất, không có xuất cái con. Xuất là xuất cỡ như là 10 con hay là 15 con, nhiều lắm là 20 con một ký là dữ lắm rồi. Chứ còn mà nhỏ nhỏ hơn là ít lắm. Mười con một ký, thấy đó nha, nhìn thấy đó là lần đầu tiên thấy luôn, chứ đừng có nói là thưởng thức đó. Những con tôm giờ rất là hiếm, như là lại nói đó, cái này là nó trên 1/1000 con về đây mới có được 1-2 con giống như vậy thôi, chứ không phải là lúc nào cũng có. Thành ra những con tôm về xuất nó đi rất là hiếm. Thành ra người ở Việt Nam, người thành phố mình đó là ít được ăn những tôm mà đánh xuất khẩu hết trơn à. Còn quá trời ngon này, nhìn con tôm là nhìn thấy là hết hồn rồi nè, quá trời đã không, quá dữ. Đây là mình chuẩn bị qua khâu đông lạnh. Đông lạnh à, đây là cái máy đông này hả? Máy đông nó nhiệt độ như thế nào? Đó là từ âm 44-46 độ. Âm 44-46 độ. Ừ, kinh hồn gì đó. Thật ra cái này nó chạy qua bên kia là nó đông liền luôn. Đông liền luôn à. Từ lóc tôm này từ đây qua bển là 26 phút. Ừ, nhưng mà anh thấy tại sao các bạn lại trước khi đông lại đổ cái nước vô làm chi ạ? À? Nếu mà không đổ nước vô để giữ này là nó bị cháy. Đúng, nếu con tôm nó khô quá đi ngang trong lạnh thì nó bị cháy lạnh. Cái thì cái gạch của nó, cái đầu của nó này nọ nó tất cả nó bị cháy. Sao sao? Nếu mà sao đẹp xả đông là nó sẽ bị hư. Con tôm nó không đẹp, nó bị nó ngon, nó không tươi nữa. Đúng, không tươi nữa. Cái này là anh giữ nhiệt độ cao để là giữ độ tươi nó luôn. À, như Lập nói đó là hiện tại trong nhà máy của mình đó là chỉ sản xuất và xuất khẩu những cái tôm thiên nhiên, không phải là tôm nuôi trong công nghiệp nha, không phải là nuôi trong hồ trong ao, mà là tôm nuôi trong vuông thiên nhiên. Thành ra tất cả những cái loại tôm hiện nay đó là không đủ sức luôn, đúng không? Một tháng như vậy mình xuất khoảng chừng bao nhiêu tấn tôm anh? Nhu cầu của khách đó là khoảng trên 500 tấn. Một tháng trên 500. Một tháng trên 500 tấn tôm nha quý vị. Thì một năm là 6.000 tấn. Chứ đồn chưa? 6.000 tấn tôm xuất khẩu. Nhưng mà không đủ anh ơi, không đủ bán nè. Vì là không đủ luôn. Không đủ luôn. Có bao nhiêu giờ xuất hết luôn? Xuất hết. Kho em giờ trống rồi. Kinh hồn quá ha. Ở đây nào bây giờ tất cả này qua anh kia. Đông lạnh là bỏ vô xuất liền luôn. Không có tồn kho. Thì tôm này bữa nay em đông bữa nay. À, thì 2 ngày sau là em xuất rồi. 6.000 tấn tôm một năm, 6.000 tấn tôm một năm nha, là chỉ có nhà máy anh Khoa đó nha, chỉ có cái cơ sở anh Khoa này thôi đó. Tính đi ở Cà Mau mình bao nhiêu cơ sở như vậy ha. Thành ra về cái công nghệ mà thủy hải sản xuất khẩu của Cà Mau mình là kinh hồn lắm, đúng không? Đúng rồi. Cái là xuất khẩu ở Cà Mau là đứng đầu trên nước luôn á. Đúng rồi. Nhất là loại tôm này nè. Cà Mau giờ là đứng đầu. Cà Mau là đứng đầu, nhất là loại tôm này. Quá đã. Ra nhìn ra. Ừ. Nó gà hả? Nó đóng băng luôn nè. Đóng băng luôn. Nó lạnh dữ lắm luôn á. Nhưng mà nó lại không liền là nó thấy. Đúng rồi. Nếu mà cái tay mình mà đưa vô là nó hết cái tay mình liền. Đúng rồi. Là bỏng tay liền. Ừ. Sao đây là cái lóc tôm họ thả vào đây. À. Cái vô ông xã qua đây. Thả lóc tôm qua đây là nó kiếm nó ra kim loại hay là có cái gì á? Bất cứ có kim loại trong đây nó sẽ đứng lại. Ừ. Đó là trước đây ra hàng đó là kiểm tra, nó kêu là kiểm tra không kim loại hết. Hay quá. Nếu ha. Mà anh có một cái xíu gì đó anh bỏ. À. Giờ anh bỏ cái điện thoại lên là đứng máy lại liền. Hay đó. Tất cả anh bỏ một chút xíu ra kim loại lên là anh bỏ rồi đứng máy liền. Anh giục lên đại là đứng máy liền. Thử nè. Bỏ lại đi, bỏ nè, tôm nó qua nè. Cho tôm qua đi, bỏ lại đi, anh cứ bỏ lại đi. Đó nè. Ăn giang nó không được, ăn giang nó không được. Hay quá. Ăn giang nó là không được. Ăn giang nó không được. Cái này giống như là tiền vậy đó, tiền in ra vậy đó ha. Đúng không? Anh tưởng tượng giống vậy đó. Cái này là cái tiền. Tiền in ra nhưng mà tiền nào giả đứng lại. Đúng rồi. Hay quá. Hay quá bà con ơi. Coi đã vô bà con ơi. Điệt đó. Vậy đây mới thấy nha. Cảm ơn em Lập. Dạ. Đã cho anh coi được cái dây chuyền sản xuất
của cái con tôm xuất khẩu nó như thế nào. Nhưng mà xuyên qua cái này đó, mình có thấy được là cái ngành mà xuất khẩu thủy hải sản của tỉnh Cà Mau mình đó, nó kinh hồn lắm, nó dữ dội lắm. Chỉ riêng cái nhà máy anh Khoa không á, là riêng cái con tôm sú này không nè, là một năm là 6.000 tấn. Nhiều lắm. Nhiều lắm, ok. Thôi, cảm ơn, thank you. Giờ một lát nhớ nha, một lát mà nè, hồi nãy đó là có khoảng chừng 10 con mà 5 con 1 kg, 200 gram một con, 5 con 1 kg. Cái xác suất mà tôm mà 5 con 1 kg á, là 1.000 trên 1, 1.000 con mới có được con thôi. Đúng không? Đúng rồi. Kinh hồn lắm. Bây giờ chút xíu nữa em đem ra là nướng. Một con vừa ăn, một con kẹp nách. Đây, nhít nách. Dạ. Trời ơi, giờ nó lớn. Trời ơi, Khoa giờ nó lớn dữ nha. Dạ. Trời ơi, năm nay con nhiêu vậy? Dạ, năm nay con 23 tuổi. 23 rồi. Dạ. Đúng rồi, hồi xưa là con mới 7, 18 vậy à. Trời ơi, đứa con bây giờ nó bự quá bự. Ok, giờ mình đi ha, vô ha. Ok. Thẳng nhà bãi của ba mình á. Còn bên đây là khu du lịch sinh thái Thư Viên. Dạ. Nhà hàng. Dạ. Còn cái nhà lớn này là nó là gì? Cái này là sân tennis trong nhà. Sân tennis trong nhà. Dạ. Bây giờ đang xây dựng có trò chơi nít nữa phải không? Dạ, hiện tại là con đang thêm vô cái mô hình trò chơi con nít trong đó. Ừ. Cho các em bé ở các trường mầm non vô chơi. Dạ. Dạ đúng rồi. Hồ bơi hả? Dạ đúng rồi, này là công viên nước của bên Thư Di. Công viên nước luôn. Dạ đúng rồi, tại có hệ thống máng trượt đồ đầy đủ. Trời ơi, bây giờ khang trang quá hả? Mấy cái nhà đẹp quá ha, nhà gỗ nè. Dạ, cái nhà đó là căn bungalow của mình bên resort á, tí nữa bác sẽ mình đó. Dạ. Biết bao nhiêu công sức mà được vậy con ha. Dạ. Ở đây là sáng nào mình cũng bán cái này hết. Dạ đúng rồi. Ngoài cái này ra mình còn những món gì nữa? Ngoài ra thì con còn có đổi một số menu thường xuyên hơn để cho khách hàng không có bị nhàm chán. Ừ. Là hủ tiếu xương. Hủ tiếu xương. À, phở. Phở. Thậm chí là cơm tấm. Cơm tấm. Nước lèo. Ừ. Coi như là bò kho là món chính hàng ngày. Dạ đúng. Còn xung quanh nó là những ngày hàng ngày mình đổi. Dạ đúng rồi. Để cho khách không bị chán. Ok. Dạ. Để bắt thử cái bò kho này con nói làm sao ha. Dạ ok. Tốt quá nè. Ngồi nhìn thấy ngon quá nè. Wow, hấp dẫn ha. Nè, cái này gân nè, cái này là thịt nè, trời nạm chứ. Chà, ngon ghê luôn vậy đó. Thử cục nạm đi coi ăn sao. Bò kho mà cái này nấu ít nhất phải là 3-4 tiếng thì nó mới mềm ra ha. Không? Dạ đúng rồi. Ngon quá. Hồi xưa đó khi mà lần đầu tiên Vương Sơn đến đây đó thì Khoa chút xíu à. Khoa lúc đó là mới có 15-16 tuổi à. Còn là một cậu bé vị thành niên ha. Bẵng đi thời gian khoảng chừng 5-6 năm thôi. Bây giờ Khoa vậy nè. Một chàng trai ha. Tướng tá con lành, mặt mày sáng sủa mà bây giờ là phó giám đốc của khu du lịch sinh thái gì nữa, trời ơi. Dạ. Bảnh vô cùng luôn. 23 tuổi nha. À, quý vị nào á, các nàng nào mà muốn làm quen với Khoa đó thì muốn có số phone đó thì liên lạc với lại Vân Sơn. Ok, 1-800 Vân Sơn nha. Nghe Khoa. Dạ. Chú rất là ngạc nhiên khi mà cái khu du lịch sinh thái của mình đến đây 3 năm trước thì nó mới vừa bắt đầu thôi à, mới vừa chớm xây dựng thôi. Dạ, mà bây giờ đã thành hình rồi. Dạ. Đã quá. Khoa có thể nói cho chú nghe một số những thông tin về khu bên mình đây phục vụ khách hàng như thế nào? Dạ được. Khu của con thì hiện tại là đang có cái dịch vụ là nhà hàng tiệc cưới và hội nghị. Bên cạnh đó là con còn có cái dịch vụ là karaoke. Karaoke. Dạ. Ẩm thực. Ẩm thực. Bia. Bia. Đặc biệt là cái công viên nước của con nữa. Công viên nước luôn. Dạ, bên cạnh đó công viên nước là một cái resort nghỉ dưỡng theo dạng bungalow từng căn riêng biệt. À, ok. Dạ.
một lát nữa bác sẽ check in ha. Dạ ok bác. Bữa nay bác sẽ ở đây một ngày thử ra làm sao. Dạ. Tốt quá. Ở đây cái miếng đất bệnh này rộng quá con ha. Mình dạ. đã xây dựng hết rồi chưa? Dạ chưa. Hiện tại là trong những gì mà bác đang thấy ở đây là chỉ là giai đoạn 1 của dự án thôi. Giai đoạn 1 thôi. Dạ. Mình còn 2, 3, 4 nữa. 2, 3 nữa. 2 và 3 nữa. Dạ đúng rồi. Bây giờ tất cả những cái gì mà bác đang thấy đây nhìn là nãy giờ đó chỉ là giai đoạn 1 thôi. Dạ. Con khai trương cái khu du lịch này vào ngày 29/9/2018. Hơn năm rồi. Hơn một năm rồi. Ok. Dạ. Chú nghĩ là cái khu du lịch sinh thái của mình á dạ. sẽ trở thành một cái điểm nhấn của thành phố Cà Mau hoặc là của tỉnh Cà Mau mình. Dạ. Và chú nghĩ là nếu mình làm tốt hơn nữa đó thì tất cả những tỉnh thành khác ở gần gần nè sẽ đến đây chơi, đúng dạ. không? Tại dạ. vì ở miền Tây mà có một cái điểm như vậy nó khó lắm chứ không phải dạ. là dễ, đúng không? Tốt quá. Wow. Đẹp quá. Ấm cúng xinh xắn ha. Dạ. Nhìn ra ngoài cảnh trí đẹp luôn. Mới bước vô là trời mưa nè. Đẹp quá. Khung cảnh giống Đà Lạt không bác? Tuyệt vời. Bác nhớ hồi khoảng chừng 3-4 năm trước là về đây là thợ mà phải đem thợ ở ngoài Huế vô đó. Dạ đúng rồi. Đúng không? Tại vì những người thợ ở ngoài Huế đó, thì họ mới rành về những kiến trúc mà về cột gỗ tất cả mọi thứ. Mình có 3 loại phòng nữa cả. Dạ đúng rồi. Phòng này là phòng hạng nhất chưa? Dạ phòng này là phòng hạng nhất. Hạng nhất cho VIP. Ừ, dành cho VIP đó. Dạ. Còn những phòng khác thì nó sẽ nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Hoặc là nó là trệt chứ không phải là sàn. À, có nghĩa là cái này là sàn đúng không? Dạ đúng rồi, sàn. À. Những kiến trúc này là của một kiến trúc sư nào hay là cái ý tưởng để xây dựng những phòng này của ai? Dạ là của ba con. Của ba con đó. Dạ. Dữ quá ha. Ông bán tôm bán cá mà ông dữ quá ha. Ba con rất là mê gỗ. Nói với ba của con á, không dạ. phải mê gỗ không đâu nè, mê gỗ nè, mê cây kiển nè, dạ. mê phụ nữ nữa. Hy vọng là con giống vậy nha. Dạ. Ok. Một cái vườn rau mà thực khách có thể vào để chọn những cái rau và mình mang ra bếp, ra nhà hàng để mình dùng những cái rau mình chọn lựa luôn. Có bầu nè, có bí nè, có mướp nè, rau muống nè, mùng tơi nè, xà lách nè, cải xanh nè, bạc hà nè, đủ thứ rau củ quả, không có thiếu cái gì hết trơn. Sướng lắm. Đến buổi trưa là một buổi mà Vân Sơn rất thích bởi vì nó có liên quan tới vấn đề ăn trưa. Ở trong khu du lịch sinh thái Thư Duy này đó thì ngoài vấn đề cái thực đơn phong phú để chúng ta chọn lựa những cái món ra, chúng ta còn có thể chọn lựa được cái nơi mà chúng ta ngồi để thưởng thức những cái món trong cái thực đơn phong phú đó. Thí dụ như ở đây làm không gian mở của nhà hàng rất là đẹp, đúng không? Nhưng nếu chúng ta không thích không gian mở thế này thì sao? Nếu chúng ta cần không gian đẹp và sang trọng như nhà hàng 5 sao thì chúng ta có thể chọn ăn trưa ở ngay chỗ này. Còn nếu không thì chúng ta có thể chọn một cái nơi chốn mà Vân Sơn đang rất thích. Đó là trước nơi cái căn bungalow mà Vân Sơn đang ở. Rất đẹp, rất thoáng mát, đúng không? Và hôm nay Vân Sơn lại chọn một cái món mà Vân Sơn thích mà chưa bao giờ được ăn. Ha, một cái món đặc trưng của đồng bằng Nam Bộ mình, lẩu chua. Nhưng được chế biến một cách rất là mới. Đó là cái món cá lăng nấu chanh dây. Đặc biệt là đầu bếp xuất hiện nấu trước mặt chúng ta cho chúng ta ăn luôn. Vậy mới ghê. Tôi dân Sơn, năm nay mới 35 mà nghe. Tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu ba hoa, yêu đi chơi xa, yêu vui ca, múa hát la cà, yêu
bông hoa nên yêu cá bông. Và kính thưa quý vị, bây giờ mời quý vị bước vào chương trình cùng Vân Sơn vào bếp. Cái gì mà có bếp rồi có ăn là tôi khoái à. Mà nhất là tôi đứng kế mấy cái ông đầu bếp mà đẹp trai đấy nghe là tôi khoái dữ nữa. Ok thưa quý vị, đây là một trong những chef của khu du lịch sinh thái Thư Duy. Em tên gì? Dạ em tên Thái ạ. Em tên Thái. Ok. Em vào nghề bếp được lâu chưa? Khoảng 22 năm rồi. 2 năm? 22. 22 năm? Dạ. Có nghĩa là năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 39. Em 39 tuổi mà vào 22 năm có nghĩa là em vào bếp năm 17 tuổi. Dạ. Wow. Cái lăng anh nhớ nhiều con nó bự lên cả chục ký đúng không? Có đúng, có những loại nó rất là lớn nhưng mà thường thường mình làm là khoảng tầm trên ký là ăn nó ngon. Để bắt đầu cái món cá lăng nấu chanh dây này đó thì đương nhiên là mình phải có cá lăng nè, đúng không? Dạ, đúng rồi. Mình có chanh dây nè. Dạ. Ngoài ra mình còn cần gì nữa? Có quế. Quế. Hiểm. Ớt hiểm. Dạ, hành. Hành. Và nhất là nước dừa để nước mình nấu lẩu nha. Ok. Rồi muối. Muối. Đường. Đường. Với cà no, nước mắm. Cà no, nước mắm. Dạ. Và đây là dầu. Đây là dầu ăn. Ừ, dầu ăn. Có ăn kèm thì bún nè. Bún. Thì nước cải với rau. Dạ. Thì rau này là mình có thể ra ngoài vườn mình hái ngoài đó được phải không? Ở ngoài đó em có vườn rau ở ngoài. Tốt quá. Ok. Vô ăn vào một cái nồi hoặc là chảo nóng đúng không? Dạ đúng rồi, cho miếng hành hương vào. Hành, thơm. Úi chà, xuất sắc, xuất sắc. Khi hành dừa thơm lên, vàng nước dừa vô. Mình cho nó vô. Ok. Nếu mà ít ăn ngọt thì thêm một miếng nước dùng. À, tại nước dừa ở đây nó ngọt lắm đúng không? Dạ. Nước dùng hoặc là nước lạnh cũng được. Dạ nước lạnh cũng được mà nước mình có nước xương hầm cũng được. À nước xương hầm hoặc là nước gà gì đó ha. Dạ. Ok. Rồi. Đợi nó sôi lên. Nước sôi rồi ha. Dạ em sẽ nêm. Tốt quá ha, nước sôi rồi. Có tùy theo liều lượng hay là mình có một cái khuôn mẫu nào để mình bỏ chanh dây vào không em? Dạ cũng tùy thôi anh, ví dụ như cái chanh dây này là cái mùi nó thơm đặc trưng. Ừ. Với lại cái vị chua thì tùy theo. Ừ. Anh thích ăn chua thì anh bỏ nhiều một chút. Ừ. Thì mình cũng bỏ vào mấy quế để cho nó có một cái mùi thơm. Quế vào, nó hiểm vào. Dạ đúng. Thì em cũng nêm gia vị cũng như là bình thường. Muối. Dạ, muối. Đường. Này em không có xài bột ngọt nghe chưa? Dạ đúng. Cà no. Dạ đúng rồi, cái này là nước mắm. Nước mắm, nước mắm nhỉ. Lá quế. Dạ em bỏ miếng lá quế cho nó thơm. À trên dây thì cái màu nó đẹp. Vân Sơn nghĩ đây là món đơn giản nhưng mà sẽ rất là ngon ha. Cái mùi vị đặc trưng, nó vừa có mùi vị đặc trưng của chanh dây và thứ hai nữa nó có cái quế vô này đó. Cái quế vô này nó sẽ làm cho cái nước á, nó thơm hơn và nó khử được cái mùi tanh của cá. Dạ, đúng không? Thay vì mình nấu một cái lẩu chua thì mình dùng, có thể mình dùng me, mình dùng mẻ, thì cái này mình dùng chanh dây. Hồi sáng mới coi cái clip thấy anh Sơn bẻ trái bần á, trái bần nó nấu chua cũng ngon. Đúng đúng. cái súp này được rồi phải không? Dạ đúng ạ. Bây giờ thì cá thì em cũng đã làm sẵn rồi. Gạo thì bây giờ nếu ấy thì mình chỉ cần đưa sang bàn là mình đã thể dùng được. Ok. Lên bàn. Và kính thưa quý vị, Vân Sơn phải mời phó giám đốc của khu du lịch sinh thái Thư Duy xuống ngồi với Vân Sơn. Tại vì kế Vân Sơn phải là một mỹ nhân. Còn không mỹ nhân phải là nam nhân. Ok, Khoa. Dạ. Rất là hân hạnh khi mà chú đến đây và được thưởng thức những cái đặc sản của khu du lịch của mình vậy. Dạ. Đây là một những cái món mà Khoa đã giới thiệu cho chú, đúng không? Chính xác. Chú nói là về đồng bằng Nam Bộ mình là phải ăn cái lẩu, đúng không? Dạ. Mà nếu như lẩu mà lẩu nấu theo truyền thống xưa giờ của mình đó là nó không có gì lạ. Dạ. Cái món này nè, chú thấy nè, nó là một cái gì đặc trưng của Cà Mau mình. Dạ đúng chứ. Áo mới Cà Mau. Đúng không? Nó là áo mới Cà Mau. Dạ. Đúng không? Nó là một cái lẩu, nó là rất là đồng bằng Nam Bộ mình, rất là Cà Mau của mình. Nhưng mà cái cách mình chế biến nó, mình cách tân nó lên ha. Mình làm cho nó khác lạ, mình làm. Nói với nó sôi dữ lắm rồi nè. Đó, dạ, sôi dạ. Lắm rồi. Bây giờ bắt đầu. À, có lẽ là mình cho mình cá vô trước phải không? Dạ. Mình cho vào. Này, cho vào. Ok. Cho một vài miếng ớt. Rất là béo. Ôi ôi nè. Ui cha ơi. Ây da, bộ lòng cái nào đã chưa? Gan mề và mỡ. Ui cha, mỡ với gan nè. Đã luôn ha. Đây lại nha. Dạ. À, cho chú biết là cái món này nè, khi nào thì Cà Mau mình có gì?
Dạ, theo con được biết thì cái món này là do nhà hàng con, là đặc trưng của nhà hàng con, là do nhà hàng con tự thiết kế và lên cái định lượng đó. À, và tìm ra cái phương thức mà nấu cái món chanh dây này phải lạ hơn so với những nhà hàng khác. Hay quá. Như vậy thì từ đâu cái ý nghĩ, từ đâu mà mình nghĩ ra cái món mà cá lăng nấu chanh dây độc đáo vậy? Dạ thì theo con là những cái lẩu á, thường thường mình sẽ nấu với khóm, nấu với khế hoặc là nấu với me. Nhưng mà con muốn cái độ chua của nó đặc biệt hơn những cái chỗ khác, cho nên con chọn cái hương vị của cái trái chanh dây để con làm ra được cái món lẩu này. Nó sẽ lạ hơn và nó có cái mùi đặc trưng riêng của cái chanh dây mà những cái món khác mình không thể so được. Chú biết á, thí dụ như cái chanh dây này nè, là người ta thí dụ như mấy món Tây á, người ta thường dùng cái chanh dây để người ta sót, ví dụ như là cá hồi, cá hồi sót chanh dây. Hoặc là một món Tây, một số món Tây thì người ta dùng cái chanh dây để người ta làm cái hương vị, là cái flavor của nó. Việt Nam mình kêu bằng chanh dây, nhưng mà thiệt ra cái chanh dây Việt Nam mình á, nó chỉ phổ biến khi làm nước uống thôi. Dạ đúng rồi. Thấy không? Ít có ai dùng nó để mà chế biến ra những cái món ăn thường ngày lắm. Dạ. Thành ra đây chú nghĩ đây là một trong những cái mà sáng tạo rất hay của cái khu du lịch Thịnh Thái mình. Tuy rằng nó rất là thân quen ha. Dạ. Nhưng mà nó rất là mới mẻ. Đúng là chú nói là áo mới Cà Mau là nó. Dạ. Còn về riêng những cái vườn rau của mình ha. Dạ. Thì chú cũng phải nói là rất là hay luôn. Ở đâu mà mình nghĩ ra là mình tự trồng rau để mình cung cấp cho nhà hàng của mình, và thực khách có thể bước vào đó để mà chọn những loại rau để mà ăn như thế này? Dạ, ý tưởng đó là bắt nguồn từ sự chu đáo cho thực khách. Con muốn nhà hàng mình cung cấp những thực phẩm sạch và ngon nhất cho thực khách. Bởi vì hiện tại là tất cả các thực phẩm á, đôi khi người ta sẽ ngại vì cái việc dùng thuốc. À. Cho nên cái việc mà ra tận vườn hái một cái bó rau, vô mình tự setup mình nấu thì điều đó là rất là tuyệt vời. Đúng rồi. Dạ. Rất là tốt cho sức khỏe của mình. Sôi rồi ha. Dạ. Chú nghĩ, úi cha, ngon quá nè. Ha. Trời ơi. Nè, nó chín hết trơn rồi nè. Chú thích nhất là gì biết không? Dạ. Cái bộ lòng của nó nè, thấy không? Rất là béo. Nè, cái này cũng đã nè, cái bụng nè. Đó, quá đã luôn. Quá đã luôn bà con ơi. Đầu tiên phải thử nước súp nó trước. Nó làm cái gì đó rất mới, lẩu chua nhưng mà cái hương của chanh dây, đúng như là Khoa nói á, cái hương của chanh dây á nó chua nhưng mà cái hương chanh dây nó có một cái nét đặc trưng, nó đã lắm, nó thơm, nó đã, cái nước của nó chua mà nó thanh, nó không có giống như là me là nó chua ái ha. Còn cái chua của chanh dây, quý vị biết mà, quý vị khi mà uống chanh dây đó là quý vị cái mùi chanh dây đó, nó chua mà nó chua thanh, nó thơm nhẹ ha, thì cái lẩu này nó y chang vậy đó. Nó đã vô cùng luôn. À, ngon quá. Nhưng mà đó là cái nước thôi. Quan trọng là con cá lăng nè. Thử nè. Nó vừa chín tới. Thịt nó dai nha, nó có sớ mà nó dai, nó thơm, nó ngọt. Cộng với lại cái nước chanh dây nữa. Trời ơi, chết rồi. Khoa. Dạ. Cảm ơn con, ngon quá. Dạ. Con ăn đi. Con dạ, ăn dạ. Con chưa ngon phải không? Dạ ngon. Ngon quá. Con rất thích cái vị chua của nó. Ngon lắm. Nó bây giờ nè. Cái rau nè. Đó. Đây là những loại rau mà mình đã chọn lựa, đúng không? Dạ. Rau muống nè. Bắp cải nè. Bồng bồng. Bồng bồng vô nè, bồng nó bồng bồng vô nè. Bắp cải. Và để một cái cà rốt cho nó đẹp. Đó. Hồi nãy chú nhớ đó, là chú có bỏ cái lòng vô đây nè. Dạ chính xác. Chú nghĩ là cái lòng nó chín rồi nè. Đó, bây giờ chú bắt đầu chú bóc cái lòng ra trước. Gan nè, bao tử nè, miếng ruột nè, cộng với đùm mỡ nữa. Trời ơi, đã quá. Trời, cái miếng này ngon quá Khoa ơi. Ngon. Ha. Chú không cho con đâu.
miếng này là không có cho rồi, chắc chắn rồi đó. À. Nó vừa có cái béo của gan ha, cái nhạy luôn của mỡ, mà nó giòn giòn của cái bao tử nữa. Trời ơi, nói vậy chứ hôm nay cảm ơn Khoa, à, con giới thiệu chú ăn một món ăn ngon quá. Yeah. Món ăn truyền thống quê hương mình, thuần túy Nam Bộ, nhưng mà nó, yeah, nó được cách tân, nó mang cái hương vị mới. Yeah. Đúng như là áo mới Cà Mau, đúng như là cái khu du lịch sinh thái thư duy của mình luôn. Yeah. Ha, Cà Mau mình có một khu như vậy, y chang như cái món này luôn á. Không ai ngờ ở ở Cà Mau mà lại có một cái nơi như thế này. Rất là bất ngờ với lại cái khu du lịch sinh thái thư duy này. Phải nói là không ngờ ở Cà Mau mà lại xây dựng được một khu như thế này. Tôi sẽ nghĩ rằng cái khu này đó tương lai sẽ là một cái điểm du lịch thu hút khách ở thành phố Cà Mau cũng như ở những thành phố lân cận về với lại Cà Mau chơi. Tại vì nơi đây là một cái nơi mà vào ăn ở, đi chơi hay là tất cả mọi cái bộ môn giải trí trong này hầu như đều có đủ. Tốt quá. Ở trong đây đó ha, còn có cả một cái khu để chúng ta vào chúng ta hát karaoke. Mà không phải là bình thường nha, có 12 phòng tất cả. Mỗi một phòng là một cái không gian khác nhau, một tên gọi khác nhau, đặc biệt lắm. Ok. Đây là cái khu vực mà bài trí những cái phòng karaoke, và trong đó có những cái phòng riêng rất thích. Thí dụ như trong phòng này được bài trí và được mang tên là Chí Phèo. Đó, có một Chí Phèo kìa, đây nè. À, Chí Phèo nè. Nè, thì nở nè. Cưng bả không? Trời ơi trời, con ghệ gì sao trời. 12 phòng tất cả ha, mỗi phòng như vậy là có một cái team khác nhau, mỗi phòng như là có ý tưởng khác nhau, bài trí khác nhau luôn. Ví dụ phòng Diamond là vô đó mình giống như là mình ngồi trong cái viên hộp xoàn vậy đó, Diamond không ha. Và ở đây có một phòng nữa mình xem thích lắm là phòng Alibaba và 40 tên cướp đó. Phòng nó dữ luôn á, là chứa 40 người luôn, Alibaba nữa là 41 người. Đây là cái phòng Alibaba và 40 tên cướp. Ba ba đây rồi ha. Còn 40 tên nhậu nằm đâu? Âm thanh hay nha, bài trí đẹp, không gian tốt, phục vụ tốt. 12 team, 12 phòng khác nhau. Còn chờ gì nữa ha. Quá hay. Khi mà chiều xuống đó thì chúng ta có quyền vào trong những cái nhà hàng như thế này để thưởng thức ẩm thực buổi chiều cùng với lại gia đình và bạn bè, hay là chọn những cái phòng VIP để vào đó ngồi với lại những người chiến hữu của ta ha. Tôi dân Sơn năm nay mới 35 mà nghe. Tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu ba hoa, yêu đi chơi xa, yêu vui ca, múa hát la cà,
Yêu bông hoa nên yêu cá bông ngu, yêu hương thơm nên yêu nhất là nước mắm thay bún mắm, mà Sóc Trăng là phải ăn. Món phở tay khắp nơi nhìn là muôn. Kính thưa tất cả quý vị khán giả thân mến, đây là giờ linh thiêng nhất trong cuộc đời của tôi. Giờ là giờ ăn nhậu mà. Ok, nói chứ đầu tiên á, là Vân Sơn muốn cảm ơn tất cả anh em đây ha, có mặt với Vân Sơn tối đêm nay. Đây là bà xã của anh Trung. Khoa là một cái tác phẩm, một sản phẩm của hai ông bà. Đó. Hên quá là Khoa giống mẹ. Thì giống cha xấu cái gì? Giống cha là chết rồi. Nhưng mà xuống Cà Mau là phải ăn con tôm sú và con cua. Nhưng mà lý do tại sao là không thấy xuất hiện ở trên thí dụ chợ, nó đâu bán những tôm bị lớn gì đâu bán đâu, đúng không? Đúng rồi, xuất khẩu hết rồi. Xuất khẩu hết, cỡ Sài Gòn mà kiếm tôm này kiếm ra không? Ra không có đâu. Tôm càng xanh còn có nha, hay là tôm sú gì đó, tôm biển, tôm tôm hùm biển còn có, còn tôm sú mà bị lớn gì không có luôn, đây là hiếm quý luôn á. Về tới Cà Mau, vô tới nhà máy anh Khoa mới được ăn vậy thôi. Hồi chiều đó thì Lập nói lại Vân Sơn là con tôm này là tôm gần như là thiên nhiên luôn, đúng không? Nó là thiên nhiên chứ không phải là tôm mà nuôi ở trong tôm thiên nhiên, đúng rồi, tôm thiên nhiên. Mà đặc biệt là Cà Mau mới có thôi, chứ mấy tỉnh trên không có. Lý do tại sao chỉ Cà Mau mới có? Cà Mau thì cái vùng nước Cà Mau gần biển, cái thứ nhất. Cái thứ hai là hiện nay là cái vùng nước sâu, mà mình có một cái khu gừng của mình á, vùng nước mặn nhiều là nuôi nó có, còn mấy tỉnh trên là không có. Chứ nếu mà sống ở ngoài biển khơi, ngoài biển xa luôn thì mình đánh bắt nó không được. Nó nằm dạng ngoài biển, nằm dạng như tôm bố mẹ vậy đó. Nhiều đánh bắt thì không có, còn này trong vùng này nhiều. Nhưng mà bây giờ con này làm gì ngon nhất? Cái này thì ở đây là chế biến, thì thường thường ở đây là nướng hoặc là luộc. Thôi giờ mình nướng đi ha. Mình nướng này, mình nướng nha. Để bạn nướng, để nướng ha. Con tôm này anh chơi. Ơi, thường thường á, cái con cua đó, mình nhìn con cua đó là mình nhìn cái yếm của nó dưới, mình biết con cua trống hay con cua mái, đúng không? Bây giờ nhìn trên này biết không? Hả? Nhìn trên này biết không nè? Biết à? Sao biết? Nó u lên đó luôn. Cái mu nó chè lên là con cua cái, đúng không? Đây, con này cua cái nè, đúng không? Bây giờ anh về Cà Mau, anh nó nhìn con cua, nhìn con cua cái, nhưng mà nhìn con tôm, biết tôm đực, tôm cái không? Đó, cái đó thấy là con tôm đực, tôm cái. Con này con cái nè. Con này cũng con cái nè, mà đa số tôm lớn là con cái hết, nó có hình bầu dục như này nè. Còn nó không có hình bầu dục này là con tôm đực. Lý do tại sao con cua Cà Mau nó ngon? Hả? Lý do tại sao con cua Cà Mau nó tại ngon? Tại vì nói về cái vùng đó, hiện nay là cái vùng thiên nhiên của mình đó. Nhất là nhà thiên nhiên ban cho mà. Giả sử như ở hiện nay ở Cần Đước, Cần Duột rồi đó, Cần Đước cũng có nữa. Cần Giờ cũng có. Luôn, nhưng mà không bằng. Mà con cua đặc biệt là nếu Cà Mau là nói về cua 5 cân. Hồi nãy là nói con tôm này á là cũng ở dưới vùng dưới ngon. Vẫn 5 cân luôn. Con cua này cũng vậy luôn, cua 5 cân luôn. Lạ. Nó giáp biển mà. Rồi xuống nghe thôi, kênh vậy. Thịt nước mới trên nó ngọt. Rồi. Nó dai, nó thơm, nó ngọt. Về tới Cà Mau đó ha. Đặc sản của Cà Mau là tôm và cua. Như là con cua nè. Nó là cua Cà Mau, là cua Cà Mau đúng không? Còn con tôm á là về tới Cà Mau mới có con tôm bự vậy em. Nhất là về tới đây, về tới nhà máy anh Khoa cũng như là về khu du lịch sinh thái Thư Duy mới có được con tôm bự như vậy và con cua đặc biệt như vậy mà. Và đặc biệt ở đây nữa đó là Trung cũng có một cái đặc sản chứ không phải là không, đúng không? Đó, đặc sản gì nói luôn. Cho mình cái lượt đi. Cho mình cái lượt coi. Cái đầu chứ. Cho mình cái lượt. Cái đầu mới coi. Chúc đi. Dạy bên đó, cái lượt vào. Đây là con tôm sú lai khủng long nè. Có ai mà ăn được con tôm sú bự vậy không? Không, hay chỉ có tôi mà thôi. Nè, lột ra nha. Nè, coi nè. Thank you.
nhé. Ngon quá. Cái thịt của nó giòn ha, nó ngọt, nó thơm, nó ngon. Trời ơi, coi nè, khói bốc lên nè, còn nóng hổi luôn. Tại vì con tôm này nó rất là ngon. Và đặc biệt một cái điều nữa đó là nhờ nó mà những người như là Trung như nè đã làm gian danh cái thủy hải sản của đất Cà Mau mình đó. Và biết bao nhiêu người người ta làm trong nhà máy này, người ta sống được ha, trang trải cho gia đình, lo con cái, tất cả mọi thứ là nhờ con tôm này. Cảm ơn mày, mày ngon quá, ăn thêm hết, mày giỏi quá, chơi mày hết luôn. Ngon quá. Dân Sơn năm nay mới 35 mà nghe. Tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu ba hoa, yêu đi chơi xa, yêu vui ca, múa hát la cà, yêu bông hoa nên yêu cá bông mu, yêu hương thơm nên yêu nhất là nước mắm thấy bún mắm mà Sóc Trăng là phải ăn. Món phở tay khắp nơi nhìn là muôn sợi. Ghé tới Huế bún bò